Cả nhà, mùa hè này rau răm vườn nhà em nó lên tốt quá. Hồi giờ cứ tuần nào cũng ăn gỏi. Tự vì rau răm làm gỏi thường là có rau răm. Thì hôm nay em suy nghĩ nấu món gì nước mà còn có rau răm, cũng nấu cũng đơn giản. Thì đó là món bún thang. Bây giờ cả nhà cùng vô bếp với em nha. Ở đây em có một cái con gà, nấu con gà kêu là gà super hun đó, tức là gà nấu súp đó. Đây một con gà này ký 2. Ở đây ở Đức này thường con gà này mua ở những cái chợ gần thì nó mới có những gà nhỏ thôi. Em về em rửa sạch để ráo và em cắt hết mấy cái chỗ mỡ đi, giống như ở cái cổ của nó nè, xung quanh nó có cái da và cổ, vợ em cũng cắt hết mấy cái da với cái mỡ đi để ráo. Và bây giờ em nấu bằng cái nồi instant pot này để hầm. Đầu tiên là mình hầm, mình lấy cái nước lèo ha. Thì đây là một con gà, em cho vô đây khoảng 100 gram củ cải trắng để cho cái nước nó ngọt ha. Đây một củ hành, củ cải trắng có thì mình cho cũng được, không có thì cũng không cần thiết. Thì mình em nấu đây một nước sôi ha, một cái bình nước sôi mình chế vào đây để mình bắt lên. Thường là mình sẽ cho nước sôi vô khi mình nấu nước súp để cho cái thịt nó không có bị ương đó. Nếu mà mình không có cái nồi này thì mình dùng nồi bình thường mình nấu, thì mình sẽ để chờ nước nó sôi lên thì mình mới cho cái con gà vào ha. Đó, thì đây em đổ thêm nước sôi vô để cho nó ngập cái con gà, cũng không cần ngập lắm đâu. Cái nồi này nó nồi áp suất, mình cũng không cần, mình không cần phải đổ quá cái mức mắt, mình tới mình để trừ hao một chút ha. Rồi cho vô đây một muỗng vuông muối trước cái đã, và một muỗng cà phê đường phèn ha. Nếu mình không có đường phèn mình cũng có thể cho đường bình thường, đường phèn thì nó sẽ ngọt, làm cho nước ngọt thanh hơn. Bây giờ mình cho vô cái nồi. Cái nồi này nấu tiện là mình không cần phải canh ha. Mình để đó mình đi, mình không cần phải canh. Đây. Thì cái nồi này mình đã đóng lại ha. Rồi bây giờ lúc này em nấu súp á, thì em kinh nghiệm em nấu là em cho bấm vô cái nút pressure cook. Đây. Đây và mình chỉ cần nấu 3 phút thôi. Ở normal là 3 phút. Đây là cái thịt của mình, thịt gà nó vừa ăn và cái nước nó cũng vừa ngọt như vậy. Và mình để 3 phút. Tới mình sẽ tráng trứng. Cái món này thì nó sẽ có cái trứng gà mà tráng xong sắc mỏng ra ha, thì như sợi chỉ vậy đó. Thì đây mình có 3 cái trứng. Cho tí xíu này nè, tí xíu muối vô. Và tí xíu đường nữa vô đây. Muối và đường thôi, rồi mình đánh ra. Giờ mình mở cái bếp lên để cho cái chảo nóng. Đánh ra. Để rửa ít thôi, rửa nhỏ rồi 3/9 rồi mình mới quét một lớp dầu lên. Để chờ dầu nóng tí xíu rồi mình bỏ lấy cái giá mình bỏ vào đây. Để lửa nhỏ thôi nha cả nhà, không thì nó sẽ làm cái rổ cái mặt của
trứng khứa gà của mình. Mình cái này mình chỉ cần lửa nhỏ, số 3/9. Tí xíu dầu mình cũng không cần bỏ thêm nữa, mình cho tiếp thôi. Cành táo tráng tay tráng luôn, làm cho nó đều cái mặt. Rồi mình cứ làm vậy cho tới hết. Rồi em có một đây 100g tôm khô, em ngâm khoảng 1 tiếng đồng hồ cho tôm nó mềm ra, xong em đem ra em giã. Thì mình cũng có thể xay, nhưng em thích giã để cho cái nó không có nát lắm đó. Mình chan vô nước thì nó còn có những cái tôm này nè, mình ăn mình còn có thấy cái ngọt của cái tôm khô. Chứ nếu mình xay thì nó sẽ khi chan nước rồi nó sẽ loãng theo cái nước hết. Thì xong rồi bây giờ mình ở đây có mình bắt ra cái chảo, mình để một tí tỏi vô rồi mình sẽ tao để cho cái tôm khô này nó có mùi thơm đó cả nhà. Thì mình bỏ vô đây 1 muỗng ăn canh, dầu, rồi bỏ 1 tép tỏi, nó tỏi lớn ha. Mình bầm ra, mình bỏ cái tôm khô này vô, mình tao để cho nó đầy đi cái mùi tôm đó của tôm. Chờ tỏi nó vàng lên thì mình mới bỏ tôm vô. Đây, đây tôm này mình cho vô. Mình dùng cái cối mình giã, mình cho lửa 7/9, lửa vừa. Thì để cái tôm á nó có, mình đã có cái màu đỏ đẹp á, thì nếu mình có dầu hột điều, dầu điều mình tán trước, mình cho vào đây 1 muỗng cà phê dầu hột điều ha, thì cái tôm của mình nó sẽ có cái màu đỏ mà tự nhiên á. Xào qua xào lại như vậy để cho tới lúc nào cái tôm của mình nó khô lại rời rời tí là được. Mình không cần nêm mắm hay muối gì trong cái tôm khô nữa, tự nó đã bản chất của nó đã mặn rồi. Mình thấy có cái màu nó rất là đẹp, như là khoảng 3 phút gì đó thì nó đã xong cái tôm của mình đó, khô nó rời rạc như này. Mình tắt bếp, cho nó cái chén. Nấu xong 3 phút bằng cái nồi instant pot á, nhưng mà mình cũng em để khoảng nửa tiếng sau cho nó tự động nó xả hơi. Thì bây giờ cái con gà nó đã chín nè, nó chín vừa ăn luôn. Vớt con gà ra và mình sẽ xé rất là nhỏ, xé nhỏ càng mỏng càng tốt. Thì cái nước này á, tự vì do nấu bằng cái nồi nó không có nước, nó trong nhưng mà nó đóng những cái bọt ở dưới đó, em mình sẽ lọc qua. Bên đây mình bỏ bún khô và mình luộc cả nhà. Nếu ai muốn tươi thì không cần luộc. Đây mình để cái cọng bún này nó hơi lớn, mình để cho nó sôi. Nó sôi gì đây, để cho nó sôi khoảng 2 phút. Rồi mình sau 2 phút xong mình đẩy nắp, mình tắt lửa. Ở bên đây thì cái nước lèo của mình hồi nãy ở bên lò áp suất, em qua đây em
lọc và mình nếm lại ha, thì cái khẩu vị của gia đình mình. Thì này em đem thêm nửa muỗng cà phê muối nữa, tùy theo gia đình mình ăn mặn ngọt, thì ngọt thì vừa rồi, cho vô đây nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê hạt nêm. Đây em có 200 g tôm. Tôm này 200 g tôm đông lạnh đó ha, thì tôm này đó đã làm sạch rồi, bỏ vô đây để luộc tôm luôn. Tôm trong đông lạnh cho nên mình chỉ cần luộc cho chín. Và cái nước hồi nãy, cái nước mình ngâm cái tôm khô đó, cả nhà mình cũng đổ vô cái này mình nấu luôn nha, cái đó nó ngọt lắm. Thì tôm khô trước khi mình ngâm trong nước mình đã rửa rồi, cho nên cái nước ra cái tôm nó rất là ngọt, mình cũng bỏ vô đây mình nấu. Rồi tôm nó nổi là gì là nó chín nè cả nhà, mình nên để cho chín hẳn, tự vì đây, tôm nó còn vỏ rồi mình sẽ lột ra ha. Mình luộc thì thường là mình luộc, luộc có vỏ nó sẽ ngọt cái con tôm hơn. Mình lột đây, bớt ra. Tôm này là tôm tôm sú đó, ăn nó rất là giòn. Tôm càng to thì càng ngon. Đây rồi mình mới bỏ cái nấm hương nè, cái nấm nấm đông cô nè, mình bỏ vô đây. Này, không biết có hay món bún thang này là có hay không, có lúc cái chỗ có chỗ không, nhưng mà mình tự chế những cái món nào mình thích ăn thì mình bỏ thêm vô. Cái phần không kém quan trọng của cái món ăn này là xắt cái trứng gà nãy chiên nè, mình xắt, mình không có cuộn lại, tự vì nó dài quá mình sẽ khi ăn sẽ bỏ vô cái tô mình gấp nó khó, thì mình sẽ cắt ra làm 4. Rồi mình rồi mình xắt mấy xắt để mình xắt chồng lên cho nó nhanh, mình xắt mỏng ra. Cái món ăn này á, càng mọi cái những cái đồ ăn kèm theo là đều xắt mỏng hết, càng mỏng càng tốt, mỏng như là lá lúa gì đó, đó. Rồi. Rồi. Làm như vậy mình xắt nó cũng nhanh nè. Để làm cái món ăn này mình đó, mình có thịt gà xé là mỏng này, nãy con gà luộc đó. Bên đây chả lụa ha, chả lụa thì em dùng khoảng nửa cây chả lụa, khoảng 200 g chả lụa, xắt cũng rất là mỏng như sợi chỉ như đây. Đây. Trứng gà xắt mỏng và tôm. Rồi đây là tôm khô nữa ha. Thì đây mình có cái bún, đây là bún hồi nãy em đã luộc là lên đó. Bún thì em dùng loại bún này nè, bún tươi. Luộc cái nước sôi lên, để nước sôi luộc 2 phút, sau đó mình đậy nắp lại để 10 phút ha, thì nó ăn cái giống như cái bún tươi của mình vậy đó. Đây, đây mình cái tô bún đây, rồi mình bỏ những cái đồ vô, vào một góc là thịt gà. Nhiều khi ai muốn ăn cái gì nhiều thì mình bỏ nhiều, ai muốn ăn cái gì ít thì mình bỏ ít hơn. Trong nhà mình một góc, một bên đây thì mình bỏ chả lụa. Bên đây thì mình bỏ trứng này, trứng đây, và ở đây là tôm, tôm khô mình bỏ ở đây. Rồi.
Bên đây là có con tôm ha, chính giữa. Bên đây mấy cái nấm vô. Thêm tôm để chính giữa mình bỏ. Bỏ rau răm và không quên cái món này. Phải có rau răm, không có rau răm thì nó không có ra cái món bún thang này. Rau răm sắc cũng rất là mỏng. Bây giờ mình bỏ đi. Chế nước lèo lên. Để cả nhà nhìn lại một lần nữa nè. Trước khi đổ nước lèo vô thì mình sẽ không thấy nó đẹp nữa. Nước lèo thì em bỏ mấy cọng hành vô đây. Rồi, sau đó mình sẽ chế nước lèo lên. Rồi, xong rồi mình chế nước vô cả nhà. Thơm quá. Nước lèo rất là trong. Đừng em là không có chế nhiều để cho thấy cái mặt nó còn đẹp đó, nhưng mà này ăn mình phải còn có nước lèo nhiều rất là. Này nếu mình muốn ăn thì mình cũng có thể bỏ mắm tôm vô mình ăn. Còn không ai không muốn ăn mắm tôm thì thôi. Đây, nhìn rất là bắt mắt, đủ màu, màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Rất là ngon, rất là thơm. Đây là mình sẽ đã xong được cái món bún thang. Nó rất là nhiều thứ, cầu kỳ một chút nhưng mà nó cũng là món ăn nước đổi bữa, rất là ngon trong mùa hè. Có đến đây em xin dừng, chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe, bình an. Cảm ơn cả nhà đã xem phim. Thân ái chào tạm biệt và mong hẹn gặp lại cả nhà vào video tuần tới.